Kính thưa cộng đoàn, thuở ban đầu Thiên Chúa sáng tạo nên trời đất muôn vật, và Người đã dùng bùn đất để tạo nên con người giống hình ảnh Người, có nam, có nữ. Thiên Chúa cho con người hưởng ánh sáng tình yêu của Ngài, được làm chủ mọi loài và được tham dự vào sự sống thần linh của Người. Nhưng ánh sáng hạnh phúc ấy không được bao lâu đã vụt tắt, khi con người khước từ ánh sáng tình yêu của Thiên Chúa vì bất tuân lệnh Ngài. Kính mời cộng đoàn cùng theo dõi cuộc tạo dựng và sa ngã của con người do các em thiếu nhi giáo buôn thể hiện. Chúng ta cùng ngược dòng lịch sử lúc buổi khai thiên lập địa để chiêm ngưỡng công trình sáng tạo của Thiên Chúa. Một thế giới bao la huyền diệu, một vũ trụ với muôn ngàn vẻ đẹp. Tất cả là kỳ công hạnh phúc của Thiên Chúa dành cho con người, với một điều kiện duy nhất là phải tuân phục Ngài. Lời sáng tạo. Lời Thiên Chúa Cha, lời yêu thương, lời sáng tạo. Từ rất xa xưa, khi vũ trụ vạn vật còn chìm trong hư vô, trống rỗng, Thiên Chúa đã vì lòng yêu thương vô hạn, đã dùng lời quyền năng, lời sáng tạo mà tạo dựng nên muôn loài muôn vật vô cùng tốt đẹp. Thiên Chúa phán một lời, vũ trụ muôn vật được tạo thành. Lời Chúa phán: hãy có ánh sáng. Ngài truyền cho đất khải sinh thảo mộc xanh tươi, cỏ mang hạt giống, cây trên mặt đất có trái, ra trái tùy theo loài, trong có hạt giống. Và nước hãy sinh ra đầy dẫy những sinh vật lúc nhúc, loài chim hãy bay lượn trên mặt đất dưới bầu trời. Đất hãy sinh ra các sinh vật tùy theo loài, gia súc, loài bò sát và giả thú. Và cuối cùng, Thiên Chúa tạo dựng con người. Ta hãy làm ra con người theo hình ảnh ta, giống như ta, để con người làm bá chủ các biển, chim trời, gia súc, giả thú, mặt đất và mọi giống vật bò trên mặt đất. Đỉnh cao của việc sáng tạo là con người. Thiên Chúa tạo dựng nên người nam gọi là Adam và một người nữ gọi là Eva. Một tạo vật được vinh dự mang hình ảnh Ngài. Ngài ban cho họ trí hiểu, có ý muốn, có tự do để thông phần hạnh phúc với Ngài. Cả hai đã được Thiên Chúa trang điểm bằng các ơn siêu nhiên và ngoại nhiên, khiến họ trở nên xinh đẹp rực rỡ nhất trong bức tranh vũ trụ tuyệt tác của một môi trường sinh thái tuyệt diệu. Kính mời cộng đoàn hiệp lòng cùng với muôn loài muôn vật trong vũ trụ để ca khen Chúa, cảm tạ lòng nhân lành của Chúa đã yêu thương ban tặng cho chúng ta món quà thiên nhiên quý báu và cho chúng ta được làm người giống hình ảnh Ngài. Xin cho chúng ta biết quý trọng và chung sức bảo tồn mái nhà thân thương là trái đất này luôn xinh đẹp và sống đúng phẩm giá con người như Thiên Chúa tạo dựng.
trời chắc hòa ngàn tiếng nơi đâu. Ngài ban cho tôi biển khơi núi cao sông dài, trời mây tình tu trong mát xuôi đều đường sâu. Vầng dương chiếu ban ngày, vầng trăng sáng đêm dài, xuân hạ thu đông chan chứa biết bao hồng ân. Muôn tạo vật ơi, cùng tôi hát lên một bài ca mừng thương thế quyền uy tạo sinh muôn loài. Thời người công chế hai cơn cao lên muôn lời, người khen Chúa trời tràn hòa ngàn tiếng nơi đây. Ngàn muôn muôn thu Ngài đã ban cho tôi nhiều, rừng cây xanh ngát thương sức sông lên cười vui. Đàn chim hót vang trời, ngàn hoa thắm lưng đồi, ơn lành miên man Thiên Chúa thương ban tràn lan. Muôn tạo vật ơi, cùng tôi hát lên một bài ca mừng thương thế quyền uy tạo sinh muôn loài. Hỡi người công chế hai cơn cao lên muôn lời, người khen Chúa trời chan hòa ngàn tiếng nơi đây. Con người hòa cùng nhân thế, tôi cất tiếng lên lời khen. Ngài đưa lối tôi về, cùng tôi bước trên đường, dâng Ngài câu hát cảm mến tri ân ngày đêm. Muôn tạo vật ơi, cùng tôi hát lên một bài ca mừng thương thế quyền uy tạo sinh muôn loài. Hỡi người công chế hai cơn cao lên muôn lời, ngay trong vườn địa đàng hạnh phúc ấy, Satan ma quỷ đã ra sức tìm cách cám dỗ nguyên tổ. Một hôm, Eva đi dạo một mình, khi đi ngang cây trái cấm, tình cờ nàng nghe có tiếng ai đó đang gọi nàng với giọng điệu gọi mời quyến rũ. À này, này, Eva, Eva, cô nàng xinh đẹp nhất trên đời kia ơi, cô có muốn giữ mãi nhan sắc tuyệt vời này không? Hay cô có muốn bằng Đức Chúa Trời không? Tại sao Chúa cấm cô không được ăn trái cây này? Là bởi vì trái nó tuyệt vời mà mùi thơm của nó thì ngất ngây, còn chất lượng thì linh thiêng làm sao. Nó sẽ làm cho cô trẻ mãi, đẹp mãi. Hãy thử anh xem nào. Thôi, thôi đi, đừng có dụ dỗ tôi. Chúa dặn kỹ lắm rồi, Chúa ra lệnh cấm không được ăn trái cây này. Ngài bảo khi nào ăn là ngày đó phải chết. Thôi, thôi. Hãy ăn đi, hãy ăn thử đi. Với biệt tài khéo định dụ dỗ của con rắn, Eva đã siêu lòng và chìa tay hái trái cấm đưa vào miệng, với ước mơ hão huyền sẽ bằng Đức Chúa Trời. Rồi Eva mang đến cho Adam. Trời ơi,
Sao bà dám ăn? Chúa cấm mà. Bà dám ăn mà còn dụ dỗ tôi ăn nữa. Không, không, tôi không ăn đâu. Mình ơi, mau ăn trái này để được bằng Thiên Chúa và chúng ta sẽ vinh hiển muôn đời. Sau cùng, Adam cũng đã chiều theo lời nài nỉ tha thiết của Eva, để rồi hạnh phúc địa đàng sụp đổ từ đây. Trong nắng xinh tươi, ta lắng nghe cung đàn dấu ai. Vườn địa đàng bỗng thấy phôi phai, như áng mây trôi dạt chiều nay. Rửa tội bất tuân cho họ lại vang lên. Đau khổ, nhưng họ vẫn vững lòng trông cậy. Thế là tội lỗi đã phá hủy sự hiệp thông và tham gia của con người vào công trình quản trị vũ trụ và xã hội nhân loại. Tình cảm gia đình rạn nứt và đổ vỡ. Giữa vườn với người luôn tiềm ẩn sự hận thù, ghen ghét. Xin cảm ơn phần trình bày của các em giáo buôn.